Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới biển tỉnh nhà, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng còn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền ở địa bàn đóng quân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với các chương trình Con nuôi đồn biên phòng, Mẹ đỡ đầu, Nâng bước em đến trường, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt, dạy chữ Khmer, tổ chức vui Tết Trung thu ở đồn biên phòng. Chúng ta cùng điểm lại hình ảnh này qua chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới ngày hôm nay. Chuẩn bị bước vào năm học mới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng dành cho đối tượng học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học tốt khu vực biên giới biển. Đây là hoạt động hướng về khu vực biên giới có ý nghĩa lớn, động viên tinh thần cho các em phấn khởi bước vào năm học mới. Mỗi suất học bổng 1 triệu đồng và 10 quyển tập sẽ là một sự trợ lực không nhỏ đối với một học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng xa, khu vực biên giới, đang chuẩn bị nhiều thứ cho năm học mới. Ngày tựu trường năm nay, các em sẽ có thêm điều kiện mua sắm dụng cụ học tập và cả đồng phục để ngày tựu trường được tươm tất hơn. Trong số 200 em được trao tặng học bổng, tập viết, có 38 em có gia cảnh đặc biệt khó khăn được Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng trợ cấp thường xuyên mỗi tháng 500.000 đồng. Nay, có thêm học bổng của Hội Khuyến học, có thêm 10 quyển tập do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ. Trước khi vô học năm học mới, được mấy chú biên phòng tỉnh Sóc Trăng tài trợ cho học bổng. Em vô cùng cảm ơn và sẽ dùng số tiền này để mua dụng cụ học tập để bước vào năm học mới. Hứa sẽ học thật tập giỏi để không phụ lòng cha mẹ và các thầy đã tài trợ học bổng cho em. Các em đều có gia cảnh nghèo khó, nhiều em thuộc đối tượng đặc biệt khó khăn. Em Nguyễn Thị Bích Nguyên, năm nay bước vào lớp 11, cha mẹ đi làm thuê ở xa, hai chị em phải nương nhờ vào ông bà ngoại. Bước vào năm học mới, cha mẹ vẫn chưa có tiền lương gửi về để mua sắm sách vở, dụng cụ học tập. Em được nhận học bổng ngay thời điểm này là sự trợ lực rất kịp thời và khuyến khích tinh thần để em vững niềm tin bước vào năm học mới. Bà ngoại vui mừng không cầm được nước mắt. Cha mẹ nghèo thì phải đi làm mướn, đặng về đặng lo cho hai con đó. Nó bây giờ tụ trường tới rồi đó. Mà sách vở thì cũng chưa có, cái gì cũng chưa có đó. Mấy cậu có giúp đỡ gì cho cháu tôi học được đó, thì tôi mang hơn lắm. Chứ tôi cũng biết nói làm sao nữa. Đây là một cái chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học và Bộ đội Biên phòng tỉnh và thực hiện theo chủ trương xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh trong hệ thống quốc phòng trong cả nước. Vừa qua chúng ta đã thực hiện được là hình như bốn mấy tỉnh thành trong cả nước. Và đặc biệt đối với tỉnh Sóc Trăng chúng ta đã thực hiện được nhiều năm qua. Thì nhân dịp để trao học bổng hôm nay, đối với cái giá trị suất học bổng tuy rằng không lớn, nhưng nó góp một phần cùng gia đình chia sẻ bớt những khó khăn gánh nặng đối với các em trước thềm năm học mới. Các em có thể sử dụng cái giá trị học bổng này để mua dụng cụ để phục vụ học tập, hoặc là hỗ trợ một phần để trong chi phí đầu năm học. Đồng thời, tôi muốn gửi lời đến quý thầy cô giáo, lãnh đạo đơn vị trường cố gắng động viên và khuyến khích các em trong năm học phải đạt kết quả cao, với một cái phương châm là không để các em học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà lưu băng bỏ học. Chương trình Nâng bước em tới trường do Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng duy trì thực hiện bước sang năm thứ 6, tạo cơ hội cho các em tiếp tục đến trường, không để các em bỏ học do khó khăn thiếu thốn. Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã ưu tiên dành mỗi năm 200 suất học bổng và hỗ trợ dụng cụ học tập cho học sinh nghèo khu vực biên giới để cùng với Bộ đội Biên phòng chăm lo việc học hành cho các em, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh. Thực hiện cái chương trình Nâng bước em đến trường của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo, thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học của tỉnh, rồi Tập đoàn Viettel của tỉnh Sóc Trăng tổ chức các hoạt động
để nhằm hỗ trợ cho các em học sinh nghèo trên khu vực biên giới biển có cái điều kiện để bước vào năm học mới. Chúng tôi cũng đã vận động các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm, rồi vận động cán bộ chiến sĩ tiết kiệm trong chi tiêu để hỗ trợ cho các em. Và nhân cái dịp đầu năm học mới, chúng tôi đã tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 2.000 cuốn tập cho các em học sinh để tạo điều kiện cho các em được đến trường. Và qua đó cũng đã động viên các em tích cực học tập và phối hợp với bộ đội biên phòng trong cái công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, góp phần là xây dựng quê hương tỉnh Sóc Trăng ngày càng giàu mạnh. Luôn đồng hành, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, những học sinh nghèo khu vực biên giới để giúp các em có thêm điều kiện đến trường bằng những suất học bổng, những phần quà nhằm khuyến khích các em thêm niềm vui bước vào năm học mới. Hòa với không khí vui tươi của ngày tựu trường, Tết Trung thu năm nay, ở các đồn biên phòng cũng phối hợp với địa phương trên địa bàn đóng quân có nhiều hình thức tổ chức Trung thu cho học sinh khu vực biên giới. Đồn biên phòng Vĩnh Hải, chương trình Tết Trung thu năm nay được tổ chức với chủ đề Đêm trăng cho em đã làm ấm lòng các bậc phụ huynh, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho trên 250 cháu nhỏ là học sinh các trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, hai xã Lạc Hòa và Vĩnh Hải. Ở địa bàn vùng xa, khu vực biên giới, địa bàn có đông đồng bào dân tộc thì đêm Trung thu tại đồn biên phòng càng thêm ý nghĩa. Mỗi phần quà là chiếc lồng đèn, bánh kẹo, quần áo. Tuy không lớn về vật chất nhưng đã để lại ấn tượng, tình cảm sâu sắc, góp phần động viên các cháu, đặc biệt là các cháu học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới biển, được đón một cái Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi, tạo tiền đề để học tập đạt kết quả tốt nhất. Mấy chú bộ đội tổ chức Trung thu có nhạc, có bánh quà tặng cho chúng con. Chúng con cảm ơn mấy chú bộ đội. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng những phần quà này. Trong cái không khí du Trung thu hôm nay của các em học sinh thì thấy là các em nó rất là nao nức, rất là phấn khởi khi đến đồn biên phòng. Các cái chiến sĩ của đồn biên phòng phối hợp với đảng ủy, ủy ban nhân dân hai xã Lạc Hòa và xã Vĩnh Hải đã tổ chức đêm Trung thu cho các em, vì cái đêm này rất là có ý nghĩa. Các em ở vùng xã Lạc Hòa và Vĩnh Hải thì đa số thì các em là con em dân tộc thì cũng còn rất nhiều khó khăn. Các anh em chiến sĩ luôn đồng hành cùng bà con nhân dân trên địa bàn mình đóng quân thì đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Mong rằng trong thời gian tới thì đồn biên phòng tiếp tục phối hợp với đảng ủy, ủy ban nhân dân hai xã Sa Lạc Hòa và xã Vĩnh Hải tiếp tục có những cái chương trình hỗ trợ cho các em. Những tình cảm ấm áp, những món quà ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã ghi dấu một Trung thu nhiều ấn tượng khó quên đối với các em nhỏ cùng người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Đây sẽ là nguồn động viên giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bớt đi vất vả, có thêm nghị lực phấn đấu trong học tập. Chương trình hỗ trợ học bổng, hỗ trợ tập sách, tổ chức Tết Trung thu của chiến sĩ biên phòng đã chung tay cùng địa phương chăm lo cho trẻ em nơi miền biên giới biển, thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, biên giới tổ quốc. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện đến đây là hết. Chào tạm biệt các đồng chí và các bạn.